sáng thứ sáu nè ghé vô bữa cá lóc Duy nè, nhiêu Duy? Giờ cái này có 45 à, cá này cũng mềm, giá mềm quá ha, 45 ngàn. Còn cá lóc bự nhiêu Duy? Dạ cá lóc bự này thì 48 ngàn. Cua này là bữa nay là cua to hả chị hả? 270 ngàn. Sáng thứ sáu các bạn bên ngoài nhà lồng đê các bạn. À, cua nhỏ hết rồi, cua lớn không à? Còn cua này 220 ngàn. À, cua ngột là 40 ngàn. Nếu mà ghé chỗ chị bán cua, chị Mộng Cầm nè, đây chị Mộng Cầm bán cua bên ngoài nhà lồng ấy các bạn. Các bạn có đi mua ủng hộ cho chị Mộng Cầm nè. Ủa cá nục này nhiêu chị Vũ ơi? Cá 50 à, cá nục này 50, còn cá này là cá cặp má là 60 ngàn. Cá nục nhỏ này bao nhiêu chị? Cá nục nhỏ là 35 ngàn. Cá hường bao nhiêu chị? Cá hường là 50 ngàn. Cá ngừ là 2-3 loại luôn chị ha. À, người bự này là 45, người nhỏ là 35 ngàn. Sáng thứ sáu các bạn chào bà Hai luôn. Bà Hai ơi, bà Hai cười là thấy tươi rồi. Cá dưa hồng bữa nay bao nhiêu rồi, bà Hai? 52 ngàn ký cá dưa hồng ha. Còn cá đó là cá gì? Cá hú hả? Cá hú nhiêu ký cô? À, cá hú là 55 ngàn. Hôm nay bữa nay sao xuống nay rẻ ha. Nay sáng thứ sáu thấy cá hú xuống nè. Thôi chào Tâm luôn. Sáng thứ sáu Nguyễn Hòa ghé chỗ vừa mực Indo của cháu Tâm nè. Mực này nhiêu cháu? Dạ mực này 120. À, mực này là 120. Còn cái chỗ này 120. Này 115. Cái này nhỏ là 120. Dạ, đúng rồi. Nhỏ là 115. Còn là cua này bao nhiêu ba? Cua này là 280 chú. Này là bao ăn? Cái rổ xanh này là 280 ngàn. Dạ, bao ăn luôn. Bao ăn. Dạ. Còn rổ đỏ này là 180. 180 ngàn. Dạ. Đây là cháu Tâm này bán bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Con bí, con bí. Ồ, đã ghê ha. Cái này nấu gì ngon anh? Chiên xù. À, chiên xù luôn hả? Kho xả, chiên xù. À, cái rô bí này 70 ngàn, sáng thứ sáu rồi các bạn. Ăn sống bún quá trời luôn các bạn ơi. Nhìn thấy ngon quá các bạn ơi. Đây là toàn cảnh khu nhà lồng đê và khu nhà lồng ép sáng thứ sáu, khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi và tham quan giá cả ngày thứ sáu. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Khu này bán tôm hộp này bao nhiêu rồi cháu? 101. À, 101. 103. À. 105. À. Đây là tôm hộp này là 110.000 ký nè các bạn. Còn chỗ này là 101. 101 hả cháu hả? 101 hả? À, 103, đây là 103 hả? Khu này 103, còn khu này tôm sống là 150 ha. Còn tôm to ghê á, 150 nè các bạn. Tôm đang sống bún luôn các bạn nè, 150 ngàn ký các bạn. Đây là quang cảnh bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ sáu rồi các bạn. À, cảm ơn chị nha. Có ghẹ này bao nhiêu vậy cô? Ờ, bên này bán 80 tà bán vậy. À, 80 ngàn hả? Ừ, mấy ông này quay xuống rồi tôi bán biết bao nhiêu nữa rồi. À. Cầm ghẹ ăn thật thà không, chứ không phải là... Sáng thứ 6 này là ghẹ này là 80 ngàn ký nè các bạn. Ghẹ ngon các bạn tin. Cô này bán nè các bạn. Ghẹ mua đây. Ghẹ quá trời ghẹ nha mấy chị. 120 bán có 80 ngàn. 80 ngàn ký sao mà 120 bán 80. Và Nguyễn Hòa tiếp tục bước vô để tham quan khu bán cá biển các bạn. Cá biển đổ đóng cũng bán 1 ký 30 ngàn các bạn. Cũng nhiều loại cá các bạn ơi, có cá hường.
khí có 30 ngàn. Mình muốn lựa loại nào lựa luôn các bạn. Một ký có 30 ngàn các bạn. Đủ thứ loại cá, cá đối, cá ngừ, nhiều loại cá cũng không biết tên các bạn. Đây là quang cảnh khu cá biển các bạn, chỗ sổ 1 ký có 30 ngàn các bạn. Ký cá 30 ngàn. À lương 100 ngàn làm rồi. Còn cá lóc bao nhiêu? Cá rô 40 lóc 45 bao ngang bao làm. À cá rô là 40 ha. Cá lóc là 45 ngàn. Bao cân bao làm luôn. Thôi chị này vui tánh lắm nè. Gặp chị là chỉ cười là thấy vui rồi. Rồi chúc chị buôn bán đắt nha. Cái này là cá cha phải không chị? Nhiêu chị? À cá cha là 25 ngàn. Sáng thứ sáu đó các bạn. Cá dưa hồng là 55 đó chị hả? À cá dưa hồng bữa nay là 55 ngàn các bạn. Cá dồ đếm 35 ngàn. À cá dồ đếm là 35 ngàn. À, đây có hai con cá dồ đếm luôn các bạn. Ồ cá dưa hồng đang còn sống đúng luôn các bạn. Cháu này bán cá nè, chị này bán cá. Mày đẹp cái gì không ai mua, kêu ông hộ giùm coi. À, cá đối 30 ngàn hả nha. Cá rô biển nè. Cá rô biển 30. Cá ngát 50. Cá ngát là 50 ngàn luôn. Ô, bà con đi chợ. Bà con đi chợ mua ủng hộ cho. Ủa ghẹ này nhiêu vậy anh? Ghẹ 60 ngàn ký đi các bạn. À cảm ơn. Ghẹ này là sáng thứ 6 này là 60 ngàn ký đi các bạn. Cái chẻ mấy vậy?
cái chẻ 50 luôn. Lăn 70. Cái lăn 70 ngàn, cái lăn tươi sống luôn các bạn nè. Lâu 50, cái chẻ cũng 50 luôn các bạn. Cái lăn 60. Rồi luôn, có luôn. Sáng thứ 6 rồi các bạn. Rồi, cái chị. Đây anh bán cá bông lau và cá chẽm các bạn có 50.000 ký sáng thứ 6. Trời ơi, cá sống khổ ra mấy giờ thôi nhiều. Bao hàng cá cơm bao nhiêu rồi cháu? Em 6.000, em mới 5.000 em bớt anh. Cá cơm bao nhiêu rồi cháu? Cá cơm đi, tiền rồi đó nha. Cá cơm nhiêu rồi cháu? Cá cơm 20. Cái nào cũng vậy hả? Đúng rồi. Bên đây nè. Cái nào cũng vậy hả? Có loại ha. Cũng trứng nhiều. 40.000. Bốn trứng 40.000 còn à. Cá cơm. Cá bún trứng này sáng thứ 6 có 40.000 ký rồi các bạn. Cá cơm nhiều ký không? 20.000. Cá cơm 20.000, cá bún trứng 40.000. Không, cá bông lau 70, cá chẽm mới 60. À, nên anh này bán là cá bông lau là 70, cá chẽm 60 ha. Cá bông lau là 70, cá chẽm là 60.000 sáng thứ 6 nè các bạn. Con chị con này đây. Lương ngột bữa nay là có 30.000 sáng thứ 6 nè các bạn. Ba chục ngàn ký lương. Đây là quang cảnh bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ 6 rồi các bạn. Rất đông người dân đi mua hải sản sáng thứ 6 các bạn. Cá bóng tượng này nhiêu chị? Cá bóng tượng là 70. Cá chét là bao nhiêu chị? Cá chét là 40.000. Ồ, chị có cá kèo ngon quá ha. Cá kèo nhiêu chị? Cá kèo ngon là 80.000. Cá đối nhỏ này bao nhiêu chị? À, cá đối nhỏ là 30.000. Cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt hàng nha. Ô, chào anh luôn. Chào chú Hoàng. 60.000. Tép chưa cắt, chức cắt chưa cắt râu là 60.000 là các bạn. 65 hạ giá 60 luôn ơi chú. Rồi cắt râu rồi là 75.000. 65.000. Bán 65 luôn. Rồi, dạ. Sáng thứ 6 đi gặp anh bán tép đây. Dạ bye bye chú ạ. Rồi, cảm ơn nhiều nha, chúc bán đắt hàng nha. 60 cái bạc 60. Cá cha này cháu này bán là sáng thứ 6 cũng 25.000 tí nha các bạn. Rồi chú cháu bán đắt hàng nha. Rồi cháu này bán cá cha các bạn 25.000 ký rồi các bạn ơi. Ủa cá nục này nhiêu chị Vũ ơi? À cá nục này 50, còn cá này là có bắp má là 60.000. Cá nục nhỏ này bao nhiêu chị? Cá nục nhỏ là 35.000. Cá hường bao nhiêu chị? Cá hường là 50.000. Cá ngừ là 2-3 loại luôn chị ha. À, người bự này là 45, người nhỏ là 35.000 sáng thứ 6 các bạn. Thấy nào anh chị? Rồi em cảm ơn chị Vũ nhiều nha, chúc chị Vũ bán đắt hàng nha. Anh Vũ chắc bị bệnh hả chị? Rồi cảm ơn chị nhiều.
chào bà Hai luôn, bà Hai ơi. Bà Hai cười là thấy tươi rồi. Cá dừa hồng bữa nay bao nhiêu bà Hai? 52.000 ký cá dừa hồng ha. Còn cá đó là cá gì? Cá hú hả? Cá hú nhiêu ký cô? À cá hú là 55.000. Ở đây bữa nay sao xuống nay rẻ ha. Ngày sáng thứ sáu thấy cá hú xuống nè. Ghé chỗ bà Hai là chưa một rổ là 100.000 cá dừa hồng. Cá hú là hai con cũng vậy các bạn ơi, 100.000 rổ. Cảm ơn bà Hai nhiều nha. Cá dừa hồng là chứ 100.000 rổ. Cá hú này có rổ ba con luôn các bạn nè. Anh trai 100.000 luôn chú. Ờ trời, bán đắt không anh trai? Này ế chú ơi. Ủa 100 mới qua ngày chay ha. Rồi này cũng bán tôm nè, mực nè, thịt tuột á, lớn nhỏ có hết các bạn ơi. Đi ngoài nhà lồng ép đó các bạn. Tôm lươn. Đây cá liệm kìm rồi, cắt đầu rồi là 50.000 ký nè các bạn. Còn chưa cắt đầu là 30.000. Đi ngoài nhà lồng ép đó các bạn, sáng thứ sáu nè. Chị này bán cá liệm kìm nè. À, cảm ơn chị luôn nha. Toàn cảnh bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ sáu đó các bạn. Rất đông người dân đi mua hải sản các bạn ơi. Dài dài chỗ này là cũng đây đủ thứ cá. Cái lăng. Chưa cắt đầu gì là 35.000. Về mình khỏi mừng luôn á, cắt đầu sạch sẽ rồi về khỏi mừng luôn. À bên đó là cắt rồi là mình về mình khỏi mừng luôn. Tiện. Này chưa cắt là 35.000. Rô bí. Ồ, đã ghê ha. Cái này nấu gì ngon anh? Chiên xù. À có... chiên xù luôn hả? Kho xả chiên xù. À cái rô bí này 70.000 sáng thứ sáu rồi các bạn. Ăn sống bún quá trời luôn các bạn ơi. Nhìn thấy ngon quá các bạn ơi. Này chắc lâu lâu mới có chứ đâu phải có. À. Thấy cá sống là nhìn thấy mê rồi á. Bún quá trời luôn. 70.000 ký cá rô bí các bạn sáng thứ sáu các bạn. Rồi cảm ơn anh, chúc anh bánh đắt nha. Thấy cá dừa hồng này cũng đổ đóng luôn các bạn. Cái đầu chợ vô á. À tôm ngọt này là 80.000 đó. Ngoài nhà lồng ép đó các bạn.
nhiêu chị? 170 ngàn, còn cua trong tàu này nhiêu chị? 170 ngàn, 170 à, cá chốt 120. Cua này là 170 ngàn, cá chốt là 120 ngàn, cá chốt sống bún luôn các bạn à. Đây người đẹp bán bên ngoài nhà lồng ép nè các bạn ơi. Chào luôn nha, chúc chị bán đá ngàn à, chào chị luôn. Nắng lên nha, đang cua đẹp đẹp, đang cua xấu rồi à. Lúc nào cũng đẹp mà, người đẹp mà, lúc nào cũng đẹp đó. Ếch này nhiêu vậy anh hai? À, ông chủ bán ếch đây đó, ông chủ bán ếch này 60 ngàn ký nè các bạn. Sáng thứ 6 này là, ếch này là 60 ngàn ký nè các bạn. Đây ông chủ đang ngồi đếm tiền các bạn. Đây là ếch sáng thứ 6 này là 60 ngàn ký các bạn. Mùa này bán cá lóc cũng rất nhiều, cá lóc nhỏ, cá lóc lớn. Chèm phi nữa các bạn ơi, cá rô nữa. Ba tuần cho nữa. Cho đi. 38 ngàn vốn chơi. Quá hay lắm. À, cá lăn sông này là 70 ngàn ký nữa các bạn. Còn lươn sống này là 100 ngàn, sáng thứ 6 nữa các bạn. Còn cá chẻm nhiêu cháu? Cá chẻm 70. Chẻm 70 ngàn. Cá bóng chuột 70. Cá bóng chuột là 70 ngàn. Rồi chú cảm ơn nhiều nha. Rồi hello, xin chào luôn. Chú bán đắt nha. Nghe chợ Bình Điền bên ngoài nhà lồng ép đó các bạn. À ghé chị. Chị bán cá bóng nè. Bóng suối. Bóng suối thiên nhiên. À bóng thiên nhiên. Bóng lớn bao nhiêu chị? Cá bóng lớn 80 ngàn. 80 ngàn, còn loại nhỏ là mấy chục chị? Loại nhỏ là 70. Chị có bán cá phèn luôn ha. Cá phèn nhiêu ký chị? Cá phèn 30. Cá phèn 30. Anh này là chuyên môn giới thiệu là cá suối thiên nhiên của Đắk Lắk mang xuống à. Đúng rồi. Ăn cá suối thiên nhiên này là hết ý luôn. Ở đây là xài cá Đắk Lắk. À, cá Đắk Lắk gửi xuống nè, cá núi bán. À. Cá bóng này rất ngon các bạn ơi, cá suối giao hàng tận nơi luôn á, cá thiên nhiên các bạn. Rồi bây giờ anh có thể đọc số điện thoại không? À. Nếu mà người ta muốn mua đó, ta gọi điện thoại cho anh đọc số điện thoại đi. À, 077 077 rồi cái gì nữa anh? 353 9033 đó. Anh bán cá bóng thiên nhiên này, suối thiên nhiên này là có số điện thoại, các bạn có muốn mua thì liên hệ anh nha, anh giao cho các bạn luôn nha, giao tận nơi luôn. Rồi có tính ship là tiền ship không ơi? Tính luôn hả? À tính tiền ship luôn à. Rồi cá bóng thiên nhiên này ăn rất ngon các bạn ơi. Ủa cái này cá sồng không cháu? Cái này cá sồng không cháu? Nhiều ký không cháu? Cá bóng cá thiên nhiên luôn á. Cá sồng nhiêu ký cháu? Rồi cá này là cá gì? Cá ngân bao nhiêu ký? Cá ngân 45 ngàn. Còn cá nục thì cháu? Cá nục nhiêu cháu? Cá nục là 45 ngàn luôn. Rồi hai cháu này bán cá này các bạn, cá cũng rất tươi. Cá ngon mà rất rẻ. À, giá rẻ bất ngờ luôn hả? Cháu này bán cá bên ngoài nhà lồng nè các bạn, sáng thứ 6. Rồi ghé qua bên mực này là bạch tuộc này là 80 ngàn nè các bạn. Mực nang này là 80 ngàn. Mực nang lớn nhiêu cháu? 180 ngàn. Còn bạch tuộc này cháu nè? 110 ngàn, đẹp ghê á.
sáu này mực giá cũng giá mềm các bạn. Đây cháu này là chuyên về bán mực bên ngoài nhà lồng, đây là sáng thứ sáu rồi các bạn. Hôm nay nhiêu rồi chị? 120. À, tôi hôm nay thâu này là 120 ngàn sáng thứ sáu các bạn. 10 triệu. Bán lên không tới 10 triệu. Thâu này là 120, còn thâu này chị? Thâu này nhiêu rồi chị? 140. À, thâu này là 140. Thâu này là 120. Còn tôm ngột bao nhiêu vậy chị? 100. À, tôm ngột là 100 ngàn. À, có hay luôn. Đây chị này cũng chuyên về tôm này các bạn. To ghê á. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt hàng luôn nha. Cái đó lại có mới nhỏ quên bỏ nguyên cảnh nữa. Nghèo lắm á. Nóng luôn á. Đêm nóng nó trượt qua đó. Ô, tôm ngộp này, tôm ngộp này có trăm hả chị ha? Dạ. Cái này ngộp đâu sống á. À. Được không? Được, đổ cho trong miếng. 100 ngàn ký này các bạn, sáng thứ sáu. Chưa bán đại cho. À, lúc bà bữa giờ là trời cho mình quá. Bà ba muốn mua hả? 100 ngàn bữa cho đông. Dạ, nhiều có dư lấy tôi đi coi. Tôm này cũng đẹp chứ, đâu có xấu đâu. 100 ngàn ký cũng rẻ quá mà. Bán rồi đăng ký không được. Đây là anh bán cá lóc các bạn, bao nhiêu ký vậy anh, cá lóc này nhiêu anh? 35. Trời ơi, quá rẻ luôn. Cá lóc này mà bữa nay mà có 35 ngàn ký rồi các bạn, sáng thứ sáu ở bên ngoài nhà lồng rồi các bạn. 45. Ồ, cá lóc này này bán quá rẻ luôn, có 35 ngàn ký, cá to lắm các bạn. Lớn 35, bao làm nữa. Đây, ông anh bán cá lóc rồi các bạn, sáng thứ sáu này mà có 35 ngàn ký, cá này rẻ ghê các bạn. Ơi. Cái này là cá gì? Củ bà sa nhiều cháu. Củ bà sa là sổ 45 ngàn, còn cá dư hồng nè. Ô, đang sống ha, ăn sống nè, cá dư hồng là 45 ngàn á. Sáng thứ sáu này cá dư hồng này sổ có 45 ngàn, nó đang sống luôn các bạn, thở luôn các bạn. À, chú cảm ơn nha. Con gái nhiều ký rồi, 30 ngàn. Con gái này là 30 ngàn ký rồi các bạn. Còn cá ngừ anh bên đây nhiêu anh? Cá ngừ là 40 ngàn. Cá thu anh? À, cá thu này là 100 ngàn sáng thứ sáu rồi các bạn. Cá thu là 100 ngàn, cá ngừ là 40 ngàn ha. Đây anh bán cá nè các bạn. Mua cá cháo này nhiêu chị? Cá bạc má. À, cá bạc má này nhiêu chị? 40. Cá bạc má là 40 ngàn. Cá nục nữa nè. Cá nục là 35 ngàn. Chị bán cá nè các bạn. Ồ, đây cá rô to kìa các bạn ơi. Cá rô lớn nè. Cá rô lớn này có 40 ngàn ký các bạn. Cá lóc lớn nhiêu chứ? 46 ngàn cá lóc lớn nữa các bạn. Cá rô thì 40, cá ngừ có 35 ngàn ký sáng thứ sáu rồi các bạn. Cá nục cũng 35 ngàn ký. Cá đi tôm sáng thứ sáu cũng mà thấy giá cũng rẻ các bạn, qua ngày chay rồi mà cá cũng tương đối rẻ, cũng mắc các bạn ơi, tôm cứ rẻ các bạn. Đây là quang cảnh bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ sáu các bạn. À, gốc bự ghê hả? Con này 1,5 kg, 2 kg có không? Không tới đâu. Tới hả? 3-4 kg. À, cái lóc lớn này cho 50 ngàn.
mấy cái này cũng vậy không ha? Đúng rồi, cái đó cũng vậy luôn. À. Đó thì 45 ngàn. À, cái này nhỏ hơn vậy, 45 ngàn. Lóc lớn là 50, cái lóc nhỏ hơn là 45 ngàn. Chào hai cháu luôn nha, chúc bán đất hàng. Tôm này nhiêu vậy chị? Bao lửa luôn. Bao lửa bao cân. Một ký là được khoảng 20 con. 20 con. Bao lửa bao cân luôn. Bao lửa bao cân. Bao cân đủ luôn. Bao cân đủ. Đó, người đẹp này. Người đẹp bán tôm này các bạn. Trăm mấy? Nãy trăm mấy? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Rưỡi bao lửa. Giống hai chị em quá ha. Hai chị em sinh đôi. Không, cái này không sinh đôi. Sinh đôi đâu giống sinh đôi đâu. Đây là chị nè, đây là em nè. À đúng rồi, đây là chị, đây là em. Rồi, cảm ơn hai chị nha, vui thánh quá. Sáng thứ sáu nè, ghé vô bữa cá lóc Duy nè, nhiêu Duy. Cái này có 45 ngàn. À, cá này cũng mềm, giá mềm quá ha, 45 ngàn. Còn cá lóc bự nhiêu Duy? Cái bữa này thì 48 ngàn. Duy cũng còn ít quá ha. Dạ. Cái này bao nhiêu Duy? Dạ cũng 45 ngàn. À cũng 45 ngàn rồi. Sáng thứ sáu Nguyễn Hòa cũng ghé tham quan giá cả của bụi cá lóc Duy nè. Giá cả thấy cũng mềm. Rồi chúc Duy bán cho mau hết về luôn nha. Rồi. Chào Duy luôn. Rồi chào Tâm luôn, sáng thứ sáu Nguyễn Hòa ghé chỗ vựa mực Indo của cháu Tâm nè, mực này nhiêu cháu? Dạ, mực này 120. À, mực này là 120, còn cái chỗ này? 120, cái này 115. Cái này nhỏ là 120, nhỏ là 115. Còn là cua này bao nhiêu? Cua này là 280 chú. Này là bao ăn? Cái rổ xanh này là 280 ngàn, bao ăn luôn. Còn rổ đỏ này là 180. 180 ngàn. Đây là cháu Tâm này bán bên ngoài nhà lồng đê đó các bạn. Dạ. Vừa bán mực và vừa bán cua luôn á. Các bạn có đi chợ Bình Điền mua ủng hộ cho cháu Tâm nè. Dạ. Bảo đảm cân đủ luôn á. Dạ. Tâm này nè bạn, con có ship hàng luôn. Đúng Tâm này là vừa ship hàng luôn. Dạ, đúng rồi. Và vừa bao cân đủ luôn đó các bạn. Nước ngoài quay biết là Tâm này thường bán là cân đủ lắm. Rồi chúc Tâm bán đắt nha. Dạ, chào chú. Cảm ơn. Ông kia cái 100 ngàn rồi, 100 ngàn. Mua đây bao cân này đủ luôn. Tôm còn 100 ngàn không anh? Quá trời rẻ. Mới qua ngày chay mà thấy cũng yếu ha. Nãy vừa quay thấy họ cũng nó bán chậm. Tôm này là 100 ngàn ký này, sáng thứ 6 này các bạn. 30 con ký này. Bao nhiêu? 30 con. 30 con, được 1 ký. 100 ngàn, quá trời rẻ luôn. Không ai mua chứ. Quay cái bụng nào mà không ai mua. Chị quay cái ghế bụng bự đó. Người đẹp thấy cười tươi ghê á. Họ cảm ơn nha, 100 ngàn ký là chào luôn. Ở đây bằng áo vàng đẹp ghê á. Vàng khe. Quay đi chú. Cá sa ba nhiêu vậy? Cá sa ba 45. À sa ba lớn là 45. Cá cá lạc 30. Cá cam 50. Cá cam 50 ngàn luôn. Rồi chúc bạn đắng hạt nha. Rồi chỗ anh này là cá nục. À cá ngừ này là 30 ngàn nè. Cái về mực nhiêu anh? Về mực 70 ngàn ngon quá ha. Cá chuột nhỏ nhiêu vậy anh? Luôn. 70 luôn. Anh có cá bóng, cá bóng làm sạch luôn rồi ha. 50 ngàn. Còn cá lưỡi trâu anh? À cái cá mó anh? Cá mó có 30 ngàn. Chợ qua ngày chay bán được không anh? Anh cũng lại đai ha. Rồi chúc anh chị bán đắt hàng luôn. Về mực này ngon nghe, 70 ngàn á. Về ăn ngon, ăn giòn lắm á. Về mực này là ăn giòn giòn. Ủa tôm ngộp này nhiêu cháu? 120. À tôm ngộp này là 120 ngàn. Tôm sống này nhiêu cháu? 130 ngàn.
tôm chỗ này tôi thấy rẻ ghê á. Dạ, đi theo bữa. Này, bữa theo ngày. Dạ. Này chung tôm rẻ ghê. Còn mấy ký nữa là. À. Này 130 hả? Dạ đúng rồi. À. Còn cá chẽm cháu, cá chẽm. Cá chẽm 75 ngàn. À, cá chẽm sống này 75 ngàn. Cái tư ký rưỡi luôn á. Ồ, đã rồi à. To ghê, cái tư ký rưỡi á. Mực đó đang lượng mực đó, mực đó 70. À, mực này là mực nang hả? Dạ. Nang này 70 ngàn. Ghẻ 50. Ghẻ thì 50 ngàn luôn. Ghẻ 4 ký mực đồng, ghẻ 6 ký. Thôi chào hai anh em luôn nha, rồi chúc ăn đất nha. Ok. Tôm này sáng thứ sáu mà 130 ngàn cũng rẻ ghê các bạn ơi. Bự không à? Cá mó này là 35 ngàn. 35 ngàn cá nhỏ. Còn cá nục này là cá nục này 30. 30 ngàn, còn cá này là cá. Cá này 30 luôn. Còn má là cũng 30 luôn. Dạ. Bữa nay chợ thấy cá tôm rẻ ghê á. Quá rẻ rồi. Chị bán ngày sáng giờ được nhiều chưa? Bán không hết là chưa. À vậy là cũng mừng ha. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Chị này chuyên về bán cá luôn các bạn. Dạ. Sáng thứ sáu bên ngoài nhà lồng D nè các bạn. Mà đó không bắt rồi. Có má có 30 ngàn rẻ ghê á. Đây là toàn cảnh bên ngoài nhà lồng D sáng thứ sáu đó các bạn. Bên ngoài đang đi dài dài bên ngoài nhà lồng D để tham quan giá cả và tham quan hải sản sáng thứ sáu đó các bạn. Đầu cá hồi này nhiêu rồi cháu? Dạ, hồi 45 chút. À, sáng thứ sáu này đầu cá hồi là 45, cá cam nhiêu cháu? Dạ, cá cam 60. Cá cam là 60 ngàn, cá sa ba lớn nè. 45 ngàn. À. Ôi, có cá cá hường phải không? Mùi. À, cá mùi không? Cá mùi nhiêu vậy? 3 kg. À, ở cá mùi 3 kg 100 luôn. Cá cháo là 35, cá mùi cũng 35 ngàn ký luôn. Cá mùi này có 35 ngàn ký nữa các bạn. Cá cháo cũng 35 ngàn luôn. Ba mấy vốn rồi giờ đem sổ rồi. Rồi chú chúc bạn đắt luôn nha. Rồi chào anh, chào chị luôn. Cá này thấy ngon ghê các bạn ơi. Cá mùi cũng rất tươi. Đây là quang cảnh bên ngoài nhà lồng D các bạn, sáng thứ sáu rồi các bạn. À, tép này là 75 ngàn, tép đẹp ghê á. Còn bên đây là 65, nhỏ hơn là 65 ngàn, bên đó 55, còn nhỏ hơn nữa là 55 ngàn. À, cái nào cũng có số 5 hết. 65, 55. Rồi cảm ơn cháu nha. Rồi chúc cháu bán đắt hàng đi. Nay là sáng thứ sáu rồi các bạn. Nay nhiều quá nhiều rồi. À. Cá này cá bạc má không cháu? Nhiều cháu? Cá bạc má là 35 ngàn. Trời ơi, cá thu quá, cá thu quá. Cá thu lớn nhiều cháu? Cá thu lớn là 100 ngàn các bạn. Cá thu này là 100 ngàn ký rồi các bạn. Cá người cá nục nhiều quá. Sao anh làm sẵn cho người ta luôn á anh hả? Anh làm sẵn cho người ta luôn hả? À, mua rồi anh hả? Ừ. Ủa, con người con nào nó to ghê. Rồi chúc anh bán đắt luôn nha. Cá cháo to này là 35 ngàn ký các bạn. Cá người cháu? Cá người cũng 35 ngàn. Còn cá này là cá? Cá bạc má. Cá bạc má nhiều cháu? Cá bạc má là 45.
Ồ, cá nục của cháu ngon ghê á, nhiều rồi cháu? 35 ngàn cá nục ngon ghê á, tươi ghê. Cá hường cháu? Cá hường 40 ngàn. Sáng thứ 6 này giá bà tôm thấy mềm, giá mềm ghê á, rẻ. Chú cảm ơn nha, chúc cháu bán đắt hàng. Cá cá khúc này là bao nhiêu rồi? 25 ngàn. Còn cá cá khúc to này là 35 ngàn. Còn đầu là giá 25. Nguyên một con là giá 25 ngàn. Còn cái đầu của nó là 5 ngàn một cái đầu. Để ông chủ bán cá cá cha cá khúc rồi các bạn. Đây, sáng thứ 6 rồi các bạn ơi. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi chúc anh bán đắt hàng nha. Rồi cảm ơn. Đây cái ông, đây là anh bạn này đi mua cá nè. Đấy. Cái lóc to này nhiêu rồi chị? 50 anh. À cái lóc to này là sáng thứ 6 này là 50 chỗ bữa cá lóc chị ảnh nha. Ừ. 45 à. Chợ mới qua ngày chay mà. Cá dưa hộp là 45 hả chị ha? Dạ, 45. Bữa nay cá lóc còn bao nhiêu? 65 hả? À cá lóc bông này 65 ngàn. Cá lóc ngột này là bao nhiêu chị? À cá lóc ngột này là 30 ngàn. Còn cá chẽm là 40 không chị? À cá chẽm là 45 ngàn. Còn cá hường chị? Cá cháo là 25 ngàn. Cá hường là 40 ngàn. Cá chẽm này nãy chị nói là 40 ngàn, 40, 45 ngàn. Nếu mà mua hết là bán cá 40. Em có miếng cá cháo bán 25 ngàn. Cá con 5 con mấy ngàn. Đây chị bán cá nè các bạn, sáng thứ 6 rồi các bạn. Mày bộ em coi. Cháo nè chị. Cái chẻm này nếu mà mua hết luôn là chỉ bán có 40 ngàn, giá 40 ngàn các bạn. Sáng thứ 6 nè, cá bóp này nhiêu ký cháu? 160 ngàn. Cá đuối cháu? Cá đuối là 170. Cá chim là bao nhiêu cháu? 155 ngàn, sáng thứ 6 nè các bạn. Có con hai cá tầm bao nhiêu cháu? 190 ngàn. À. Cá chim này là 155 ngàn. Còn cá tầm là 190 ngàn các bạn. Bữa nay ngày đầu 170, ngày mai thứ 7 nhập 200. Đường chủ nhật thứ 7 đông lắm chị ơi, đông người lắm. Chú cảm ơn nha. Ủa, cá bớp của nào nó to quá, con này cũng phải mấy ký, 4-5 ký đâu ha. 4-5 ký quá. Ờ, cá chim này 155 ngàn ký nè các bạn. Đây cháu này bán cá nè. Ờ, chú chào luôn. Mới bị nén nè, mới bớt bọt cái mỏ nữa nè. Dài chỗ khu này là mực rất ngon. Mực nang, mực ống, mực tuột. Nhìn chỗ khu bên ngoài nhà lồng đê này bán mực là nhìn rất ngon các bạn ơi. Đủ loại mực luôn. Mực ống, mực lá, mực nang. Nè, 270. À, cua này là bữa nay là cua to hả chị ha? 270 ngàn. Sáng thứ 6 đó các bạn, bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Cua nhỏ hết rồi. À, cua nhỏ hết rồi, cua lớn không à. Còn cua này chị? 220 ngàn. 220. À, cua ngột là 40 ngàn. Nếu mà ghé chỗ chị bán cua, chị Mộng Cầm nè. Đây chị Mộng Cầm bán cua bên ngoài nhà lồng ấy các bạn. Các bạn có đi mua ủng hộ cho chị Mộng Cầm nè. Cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị bán đắt hàng. Tôm ngột này bên đây là 100 á nha. À, tôm ngột này là 90 ngàn. Còn mực này là 100 ngàn. Nang đẹp ghê ha.
làm sạch sẽ trắng trẻo luôn, 100 ngàn. Còn mực sống, à quên, tôm sống nữa là 130 ngàn. Tôm này tôi thấy rẻ ghê anh ơi, tôm thể sống này là 130 ngàn các bạn, 86 nè. Còn mực ống này là 80 ngàn á nha. Mực ống này 120. Còn bạch tuộc là 80 ha. 80. Bạch tuộc 80, mực ống là 120. Đầu mực cũng 120 luôn. Cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh bán đắt hàng luôn. Rồi. Cá mó này cô bán nhiều ký vậy cô? 35 ngàn. Còn cá hường cô? À, cá mó 35 ngàn, cá hường cũng 35 ngàn. Còn cá người nhỏ này cô? À, cá người nhỏ là 30 ngàn. Cái này là cá gì cô? Cá chim nhiêu rồi cô? Ồ, cá chim này 25 ngàn. Mấy cá này đổ đổ đóng luôn bao nhiêu cô? 20 ngàn. 20 ngàn. Có cá chích nữa ha? Đủ thứ loại, đủ loại trong đây luôn. Cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị bán đắt hàng nha. Tôm này nhiêu chị? 120 anh ơi. Trời ơi, tôm to quá ha. 120 ngọt 100 ngàn luôn. Trời ơi, tôm 120 ngàn, to ghê á. Sáng thứ 6 nè các bạn. Tôm ngọt 100 ngàn luôn chị ơi. À, tôm ngọt là 100 ngàn. Là tăng đủ luôn á. À, bao cân luôn phải không chị? Dạ, đúng rồi. 120 anh chị ơi. 120 lượng nhỏ được không? Chỗ này 100 ngàn. Đụng chợ luôn rồi, sổ rồi. À, bữa nay đụng chợ sổ luôn, rẻ quá chị ạ. À. Mua rẻ bán rẻ quá cái gì ơi. Ồ, 120 này không ai nha. 120 sống nhăn luôn. Ồ, sống tung to ghê á. À, trong hồng sống nhăn 120 luôn nè. Trời ơi, đã ghê không? Nhìn thấy đã ghê không? Rồi, chúc chị bán đắt hàng nha. À, rồi, cảm ơn chị rất nhiều. À. Ờ, khu này là cá lóc với cá chê. Hello, xin chào luôn. Chào. Ờ, chào cháu trai luôn, đang nhiêu chào cháu. Đây 120 à chứ anh bạn. Ồ, nãy tôi thấy kia cũng 120, to ghê, đây cũng 120 luôn. Tôm to ghê á. Dạ. Hôm nay sao rẻ ha? Tôm nhiều. À, tôm nhiều hàng à. Chi? Nói chung là chợ bữa nào mà tôm nó nhiều nó rẻ, còn bữa nào mà nó đắt nó lên ít là đắt, tôm nó mắc à. Chứ cái giá nó không có chuẩn được. Đúng rồi, tôm thì mỗi ngày chợ thì mỗi ngày nó một giá khác. À, mỗi ngày một giá à, chứ không chuẩn giá. Chú thấy tôm đây 120 rồi cũng rẻ ghê á, to ghê á. 120 là cân đủ rồi. À, cân đủ luôn ha. Còn tép này là bao nhiêu? Tép cỡ này tí 90 ngàn. Tép này là 90 ngàn. À, tôm ngột này là 90 ngàn. À, 100 ngàn. Rồi, cảm ơn nhiều nha, chúng ta chúc bán đắt nha. Ô, bên này chỉ có cá rô làm sẵn luôn hả? Cá rô làm sẵn này là bao nhiêu vậy chị? 30 ngàn. Còn cá lóc này? Cá lóc cũng 30 ngàn luôn. À, cá lóc ngột. Ngột rồi làm cá rô cũng ngột. À, còn tươi làm sạch sẽ cho bà con luôn ha. Cá du hồng này nhỏ 35 ngàn. Nhỏ là 35 ngàn. Hôm nay là quay anh chị sớm nè. Rồi, chúc anh chị bán đắt nha. Rồi, chào anh chị luôn. Ở ngoài đang đi dọc bên ngoài nhà lồng buổi sáng nay là khu này là thấy bán cá diêu hồng, cá lóc cũng nhiều các bạn, mực, cá chẽm. Rồi, chào bà cụ luôn. À, bà cụ bán cá chẽm lại nhiêu bà cụ? Bao nhiêu cụ? 35 ngàn ký. Còn cá đối nè, cá đối bán 30. Ồ, có cả cá lưỡi châu nữa ha. Rồi, khu này là bán cũng mấy bác này bán này lương nè. Rồi, chúc bà cụ bán đắt nha. Khu này cá bóng, tôm, cá lóc.
cá bè này là bao nhiêu chị? Dạ 25.000 chú ơi. À 25.000. Cái chú là Nguyễn Hòa. Cá cha bè này 25.000 hả chị ha? À. Còn cá này là cá gì chị? Cá linh sông 25.000 luôn. Ồ, cá linh sông này đổ đống luôn các bạn, 25.000 ký các bạn. Sáng thứ 6 nè các bạn ơi. Tôm to quá chị ha. Nhiêu chị? 130. Tôm này rẻ ghê á. Tôm rẻ này 130. 130 đi gái ơi. Tôm to lắm các bạn ơi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán đắt hàng. Đây chị bán tôm nè các bạn. À cái này cá sà ba đó chị ha. 3 kg 100. Tàu có hồi nhiêu chị? Tàu có hồi 40. Cá ngừ to. Cá ngừ 45 hả? Cá này 25. À. Giá gì anh ơi? Người hồi 45 ngàn thôi thì nhỏ 35 ngàn cơ mày anh. Cá ngừ nhỏ là 35, người bò, người bự là 45 các bạn. Cá cam là 65 ngàn các bạn. Gà đang sống luôn, tươi ghê, 100.000 ký rẻ quá trời luôn. Sáng thứ 6 này các bạn. Gà này chắc lắm á. Ăn con cơm đây. Gà này sáng thứ 6 gà sống này mà còn 100.000 ký nè các bạn. Giá cũng rất mềm. Gà nhỏ này ăn chắc 100.000 ký các bạn. Còn bên đây nhỏ hơn là bao nhiêu? 40. À bên đây là 40.000. Ghé sống ngọt luôn, 40. À ghé sống ngọt là 40.000. Ghé cuối chợ mua. À cuối nhà lồng ép đó các bạn. Cuối nhà lồng ép. Chị nè ngồi bán ghẹ với chui ghẹ luôn. Chui ghẹ luôn. Thôi khỏi đi. Thôi vô đây thôi. Ghẹ đang sống 100.000 ghẹ ăn chắc. Ghẹ ăn ngon. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Ghẹ ngon ghê á. Và sau khi tham quan khu hải sản tươi sáng thứ 6, Vĩnh Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ, bấm đăng ký ủng hộ kênh A Còng của Vĩnh Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.